Can you see? The old woman cannot help the cat. Yes. And she's is phoning, right? He is calling. See. Calling. Thì bà ấy mới là đang gọi điện thoại. Thì bà ấy gọi cho ai nhỉ? Not She bạn is the man bạn in. bạn bạn người là được thẳng rồi. Đúng rồi, the man in the helicopter. Right? Right. And you can see it in the last picture. In the last picture, the man in helicopter is helping the cat. And the argument, In how does India he feel? It's very, is very happy. yes, he's very happy. Okay. À, cô đã hướng dẫn cho bạn Nam thì là bốn bức hình rồi. Bây giờ là thời gian bạn Nam có thể kể lại cho cô nghe toàn bộ câu chuyện này được không? Okay. Ok. What is the name of the story? Name the story. Bạn Na sẽ đặt tên cho câu chuyện này là gì nhỉ? Cô đặt tên như thế này có được không? Có ổn không nhỉ? Có hợp lý với câu chuyện. Bạn Nam còn cái tên nào khác hay hơn nữa không? Bạn Nam có muốn đặt lại câu... Okay. This is the time to tell me your The woman is resting in the garden. story. In her garden. In her garden. In the cat tour. But the top is standing. The top can't cut, and the cat is very scared. It's climbing on a tree. Now the cat can jump down. Can Now the cat jump down, and the old woman can't hold the cat. The woman is calling the pole, and The man in helicopter help the cat. The man in helicopter It's helping the cat, right? is helping the cat.
And finally, the old woman is very. Very happy. Yeah, thank you. That's an interesting story. And today, this is the end of the lesson. Thank you. Thank you. Goodbye. See you later. Goodbye till next time. Okay. Okay, bye-bye.